Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, chế độ hưu trí là vấn đề thu hút rất nhiều người dân quan tâm bởi đây là số tiền người lao động nhận được khi về hưu, giúp họ chi trả sinh hoạt phí, đảm bảo cuộc sống ổn định khi không còn thu nhập từ lao động. Mỗi đối tượng lại được nhà nước quy định về mức lương khác nhau. Câu hỏi được nhiều người đặt ra gần đây là những ai sẽ hưởng lương hưu thấp nhất Việt Nam? Mời quý vị cùng theo dõi. Đối tượng hưởng lương hưu thấp nhất Việt Nam là ai? Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, hiện nay, bên cạnh những trường hợp có lương hưu cao, nước ta cũng có nhiều người hưởng mức lương thấp. Các trường hợp này chủ yếu là những người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quyết định 41/2009/QĐ-TTg quy của Thủ tướng Chính phủ. Cán bộ xã không chuyên trách, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn mức đóng bảo hiểm xã hội ở mức thấp nhất. Theo đó, mức lương hưu thấp nhất Việt Nam tập trung vào nhóm những người nông dân ở Nghệ An tham gia chương trình thí điểm đóng bảo hiểm xã hội cho nông dân. Đến năm 2009, khi Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An được chuyển sang Bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quyết định 41-2009-QD-TTG, nhiều trường hợp tiếp tục tham gia lưới an sinh qua hình thức Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Khi nghỉ hưu, do có thời gian đóng ngắn, mức đóng Bảo hiểm xã hội hàng tháng thấp có thời điểm chỉ là 10.000 đồng một tháng, nên các trường hợp này có mức hưởng lương hưu thấp cùng với nhóm người hưởng lương hưu thấp kể trên, cán bộ xã không chuyên trách cũng thuộc nhóm đối tượng có lương hưu thấp, nhóm này có mức đóng bảo hiểm xã hội chỉ bằng mức lương cơ sở, thời gian đóng bảo hiểm xã hội hưởng lương hưu ngắn từ đủ 15 năm đến 20 năm. Đồng thời theo quy định khi nghỉ hưu, nếu trường hợp không có đủ 20 năm trở lên đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, không bao gồm thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo diện người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn có mức lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở thì lương hưu không được đủ bằng mức lương cơ sở. Năm 2021, mức lương hưu bình quân của nhóm cán bộ xã không chuyên trách là khoảng 1,3 triệu đồng một tháng. Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội do người tham gia lựa chọn, thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng. Phần lớn người dân lựa chọn mức thu nhập tương ứng với mức chuẩn hộ nghèo khu vực. Trước năm 2022, mức chuẩn hộ nghèo ở khu vực nông thôn là 700.000 đồng, từ năm 2022 là 1,5 triệu đồng để đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thực tế, đa số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ đóng bảo hiểm xã hội đến khi đủ 20 năm để đủ điều kiện về thời gian tối thiểu để được hưởng lương hưu. Do mức đóng bảo hiểm xã hội thấp, thời gian đóng bảo hiểm xã hội ngắn nên mức hưởng bình quân của nhóm này thấp. Bên cạnh đó, nhiều người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc còn do thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu đã lựa chọn mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng hoặc một lần cho thời gian còn thiếu ở mức thấp. Vì vậy, mức hưởng lương hưu của họ cũng sẽ thấp theo. Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhiều doanh nghiệp lách luật để thực hiện đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động không đúng với mức tiền lương, thu nhập thực tế của người lao động. Tại một số đơn vị, thu nhập để làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động luôn ở mức thấp nhất, dẫn đến mức hưởng bình quân của người lao động sẽ thấp khi nghỉ hưu. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thực trạng trên cho thấy mặc dù tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu khá cao, tối đa 75%, nhưng do mức đóng thấp, thời gian đóng bảo hiểm xã hội hưởng lương hưu ngắn, tình trạng người lao động, đặc biệt là người lao động làm việc khu vực ngoài nhà nước, nghỉ hưu trước tuổi nhiều, đóng không đúng mức tiền lương, thu nhập thực tế tại một số đơn vị sử dụng lao động, dẫn đến mức hưởng lương bình quân hiện nay của nhiều người lao động còn thấp. Cách đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu trăm triệu mỗi tháng thưa quý vị theo các quy định pháp luật hiện hành mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng thời gian đóng và có chia sẻ giữa những người tham gia do lựa chọn đóng bảo hiểm xã hội ở mức thấp nhất nên đa phần người nông dân ở nghệ an sẽ hưởng mức lương hưu thấp nhất Ngược lại, nhiều trường hợp người lao động có tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cao và số năm đóng bảo hiểm xã hội dài nên khi nghỉ hưu có mức hưởng lương hưu khá cao. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện nay ông PPNT ở thành phố Hồ Chí Minh là người đang có mức hưởng lương hưu cao nhất Việt Nam. Đến tháng 6 năm 2023, Mức lương hưu của ông T là 124 triệu 714.600 đồng một tháng. Từ mùng 1 tháng 7 năm 2023, lương hưu được điều chỉnh tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu. Trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 đối với các đối tượng đã được điều chỉnh theo Nghị định số 108-2021-NDCP. Theo nghị định số 42, từ ngày 1 tháng 7, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của ông Tê sẽ được tăng thêm 12,5%. Như vậy, từ tháng 7 năm 2023, theo quy định mới, mức hưởng lương hưu của ông Tê sẽ là hơn 140 triệu đồng một tháng, tiếp tục giữ vững danh hiệu người hưởng lương hưu cao nhất Việt Nam so với trước thời điểm điều chỉnh. Lương hưu của ông Tê đã tăng 15,5 triệu đồng. Thông tin về người hưởng lương cao nhất Việt Nam hiện nay, Bảo hiểm xã hội cho biết, trước khi nghỉ hưu, ông Tê là chủ tịch hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc của một công ty liên doanh. Để có mức hưởng lương hưu cao như hiện nay, ông Tê đã có 23 năm đóng bảo hiểm xã hội, trong đó giai đoạn trước năm 2007, khi quy định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo mức lương thực tế, số tiền đóng bảo hiểm xã hội không bị giới hạn trần. Mức đóng bảo hiểm xã hội của ông Tê rất cao, có thời điểm mức lương đóng bảo hiểm xã hội bình quân của ông Tê là hơn 200 triệu đồng một tháng. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 có hiệu lực đã quy định mức trần tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cao nhất bằng 20% tháng lương tối thiểu chung hoặc lương cơ sở. Theo đó, từ tháng 1 năm 2007 đến tháng 3 năm 2015, ông Tê luôn đóng bảo hiểm xã hội ở mức cao nhất theo quy định, với mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bình quân là 15,4 triệu đồng một tháng, trong đó gần 2 năm trước thời điểm nghỉ hưu. Mức lương cơ sở khi đó là 1,15 triệu đồng, Mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng của ông T là 23 triệu đồng một tháng. Như vậy, cách đóng, mức đóng và thời gian đóng bảo hiểm xã hội của ông T chính là một ví dụ thực tế để người lao động được hưởng lương hưu cao, có thể lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Bên cạnh đó, dự thảo luật cũng giao chính phủ báo cáo Quốc hội quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp lương hưu xã hội phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ. Chính phủ đề xuất hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí từ 80 tuổi xuống còn 75 tuổi. Việc giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống còn 75 tuổi sẽ giúp mở rộng đối tượng thụ hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thêm khoảng 800.000 đến 1 triệu người cao tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội và bảo hiểm y tế. Tờ trình của chính phủ nêu rõ, người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bao gồm cả bắt buộc và tự nguyện mà chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu, chưa đủ 15 năm đóng và cũng chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, chưa đủ 75 tuổi thì được lựa chọn hưởng trợ cấp hưu trí xã hội tùy thuộc vào thời gian đóng tiền lương, thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Đồng thời trong thời gian hưởng trợ cấp hàng tháng thì được hưởng bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đảm bảo. Như vậy, quy định này giúp gia tăng thêm đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng mà ngân sách nhà nước không phát sinh tăng nhiều. Ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ bảo hiểm y tế, còn trợ cấp hàng tháng do quỹ bảo hiểm xã hội đảm bảo từ thời gian đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Với tờ trình của chính phủ, đề xuất trợ cấp hiếu trí xã hội cho người không có lương hưu từ 75 tuổi do ngân sách nhà nước bảo đảm, giúp mở rộng diện hưởng trợ cấp hiếu trí xã hội, thêm quyền lợi cho những người không có lương hưu mọi thông tin mới nhất liên quan tới chế độ lương hưu sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật trong những video tiếp theo còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo